Tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự với 15 vận động viên, đa số là các vận động viên trẻ. Nhiều trụ cột trong đó có chủ công Âu Hồng Nhung, phụ công Bùi Thị Nga gặp phải chấn thương, chủ công Đỗ Thị Minh hay phụ công Đinh Thị Trà Giang xin rút tên không tập trung. Đáng tiếc nhất là phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa, người tham dự đầy đủ 12 kỳ VTV Cup thì nay sẽ vắng mặt do phải chuẩn bị cho giải vô địch các câu lạc bộ thế giới năm 2016 cùng với câu lạc bộ Bangkok Glass. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột sẽ là cơ hội để các vận động viên trẻ lần đầu tiên được góp mặt tại VTV Cup, giải bóng chuyền nữ quốc tế có uy tín và là sân chơi cho các tài năng bóng chuyền tỏa sáng. Và căn cứ vào những cái bộc lộ những điểm yếu tại giải Cúp Châu Á thì chúng tôi cũng đang cố gắng tập luyện tích cực để cải thiện cái khả năng đối chuyền một và phòng thủ cho các em, và hầu hết là toàn các em vận động viên trẻ, cho nên cái kinh nghiệm và các kỹ năng của các em cũng chưa hoàn thiện. Nhưng bên cạnh đó thì cũng mở ra được cái cho các vận động viên trẻ có cơ hội để rèn luyện, và chắc chắn là các em phải là những trụ cột ở những năm sau. Nhìn vào lực lượng tham dự VTV Cup năm nay, rõ ràng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp khá nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng toàn đội đều tràn đầy quyết tâm cống hiến cho những người hâm mộ bóng chuyền cũng như khán giả truyền hình những trận đấu hay với nhiều pha bóng đẹp. Ngày 5 tháng 10 tới đây, toàn đội sẽ xuống Hà Nam bắt đầu cuộc hành trình tại VTV Cup năm nay. Giải đấu sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 10.